rồi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau đồng đội ơi. Sao không nhận được? Đúng rồi. Có nhận ra em không? Mới có nửa thế kỷ mà. Anh Thân. Thân gì đâu. Có nhận được không à? Phải đâu. À đấy này. Đây ai? Đây này. Đây thì chắc là khó. Khó nhận đấy. Cái đây không nhận ra. Có nhận ông Ngải không? Không hòa mà bây giờ mới không còn như này thôi. Chú cháu là nó mấy năm rồi, 2 năm, 3, hơn 2 năm rồi. Nhà máy đâu, anh này là tìm sau cùng như thế. Nhặt sau cùng đấy. Ông này là tìm thấy sau cùng. Còn chuyển nhật ký đây. Lâu lắm đây hả? Bút tích của anh đấy. Ui giời. Từ ngày xưa đây. Từ năm 73. Ê. Từ năm 73. 5 năm. Đâu, ông Đức viết đấy hả? Anh Đức viết đây. Ông Đức viết đấy hả? Đây như là... Đây. Đây, đây là... Vũ Đức đây. Vũ Đức đây. Biết từ bên này sang bên này mà. Đúng rồi, xóm 3 Nương Kê, Tăng Cát, Hải An đây. Đấy. Kinh. Từ bấy giờ đây là chữ. Chữ 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 tôi là tôi nhận ra rồi đây. Chữ tôi đấy. Em bắt lên Facebook phải tìm mua sửa suốt này. Để sau anh Hoài. Thế mà còn giữ được như này. Vâng. Nhật ký của Đức à? Quý năm. Viết không phải. Đây là quyển nhật ký nhưng mà khi rời khỏi đơn vị. Viết nư bút với nhau để chia sẻ. Đức lưu bút đây, chữ này. Và đây chữ chữ Đức đây. Ông chủ của tôi cái này, tôi nhớ. Xong chưa? Sang sang này. Lấy điện thoại chụp, ông chụp lại. Đây đây, đúng rồi. Thoại chụp lại. Đúng rồi, cũng không lấy được rồi. Đây, cho anh bên. Quá quý. Tiếp về đây, lưu cho.
mười ngày đấy. Sau 55 năm xa quê thì vừa rồi hôm qua kia tôi về về tiếp quản như này thì... ngày xưa cùng đơn vị chiến đấu là anh ấy về về cái khi ra hậu cứ ngoài về Bắc nhỉ. Ông này ông ấy hát hay làm giỏi, vỗ nghệ kìa, vỗ nghệ tài giỏi. Các em ở xóm Bành thì ông Kiến ở Đục Khê, Hương Khê có đi nào với ông Kiến đâu. Biết nhỉ. Xong này vẫn ở đây. Biết Đục Khê đấy. Ông này ông nhớ Kiến còn nhớ Kiến đâu. Biết Kiến đấy, chú hát Đục Khê. À thế à? Nhất trên này. Lâu rồi lắm rồi. Sáng các bạn phải đi vào nhà anh Hòa ở Hải Dương, phố Hải Dương. Sau đó mới đi vào. Tôi phải nguyên để về đó. Anh Hòa ơi, mời anh người ủng đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Rồi cho hai chuyện thế này rút ra ngoài này thả bắt đi, chính giờ tôi kép thả bắt ra lúc giờ nó phải thả bắt đi bắt ra với nhau vậy hả này nên là nó còn phải kép này rồi. Dạ một con to ăn ngủ em ngồi đây đá cả rồi con lớn. Đấy, đây là chị cả. Hai ông bà đây. Chị cả trên. Anh Tuấn là đi sau. Thứ hai, thứ ba, 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 thứ hai, thứ
Mời mọi người có nước. Vâng, mời mang nước đi. Ông Tuấn cũng chưa, anh Tuấn anh chưa nhận ra tôi là vì tôi đi ra đến trên đường hành quân ra Hà Tĩnh thì tôi đã đi rồi. Đúng rồi. Ra hành quân. Còn ở trong kia thì thời gian ngắn. Ở trong kia thì lại ai ở hầm người đấy? Ở dưới hầm thôi. Đại đội nhí kèm theo. Tại sao anh em? Nếu cùng khẩu đội thì mới ra. Thì vì ra ngoài Bắc này rồi thì có điều kiện lúc giờ chiến tranh nó cũng đã chấm dứt rồi. Biết mình qua đi xong rồi. Cho nên là sinh hoạt đại đội nó cũng duy trì được thế. Cho nên mọi người hoạt động nó... Đúng rồi, cao bây giờ vẫn cao thôi. Bây giờ thì vẫn thế. Hôm này ấy, là còn Văn Tuân, nghĩa là sau khi ở tổng hành Bung Má xong như ở Bãi Nai đấy, đi học sĩ quan thủ quân, nhưng mà về nhưng mà học xong ấy về Minh Chủ thủ quân, ra đóng quân ở ngoài Trường Sa chục năm, làm cũng không ít chiến là chục năm ngoài Trường Sa. Rồi mới về được. Học lục quân xong rồi em sang hải quân. Hải quân là mình trưởng tra. Sau chiến tranh thì không cho tôi thì tôi chuyển ngành. Nếu ở quân đội thì duy nhất hôm này. Hôm này khi đại tá. Thế hôm này học xong lục quân thì về đi tôi chuyển hải quân. Bây giờ quân xong thì thành ra này. Ngày công an đang rất cần chuyển quân cán cho người này sang công an. Về công an thành phố Hải Phòng. Chứ tại sao ông lại phòng bị nghẹn thế? Thế là công an thành phố Hải Phòng là cũng mới... Anh Đức, anh về anh làm phó bí thư quận Hồng Bàng, quận ủy Hồng Bàng, phó bí thư quận ủy. Nếu bây giờ, nếu mà hành đạt mà làm to nhất thì mỗi ông Đức thôi. Nhưng quân đội thì cao nhất là anh Hòa. Sao bằng đại tá mới định quân tá này, anh Hồ Cố. Lương, xin tôi anh ông nghe, lương ông bây giờ gấp đôi lương tôi đấy. Lương lương đấy. Chứ lương tôi đây, bây giờ cứ nhìn đồng lương thì khác đi. Thì đó là chính xác đại hội.
Vì cái thời gian nó không nhiều. Tôi thì biết anh, bởi vì anh là những sinh viên, mà tôi cũng sinh viên cho nên bắt đầu anh về đơn vị cái là chúng ta hỏi anh. Thế ông này cũng không nhiều lắm. Dạ. Nhiều tôi cũng một chút đấy. Tốt chứ gì đấy. Đúng. Đấy anh Hòa, anh em gặp nhau rồi bắt đầu mình. Thực ra nhìn trên Facebook thì thấy lâu rồi. Thế bây giờ mới phải bởi vì thấy đi là ở Thái Nguyên bảo là vẫn ở thị cầu chứ không phải ở Thái Nguyên, cho nên là không vào. Hai nữa là cái Tuấn lại bảo trên 5G2 đây, mình bảo thế này làm được phải, thế là mất mấy năm nhưng mà cũng không biết làm. Nâng cốc chúc mừng cuộc hội ngộ đây. Nâng cốc chúc mừng cuộc hội ngộ. Thế kỷ rồi anh em hôm nay có điều niềm để hộ hộ nhau cái nơi gặp chén đi nhé. Chúc mừng cuộc hội ngộ ngày hôm nay nhé. Rồi. Vâng, vâng. Hội ngộ. Nào. Mở hội ngộ đây đi. Rồi, mời các bác. Bị thương đấy. Thế thì bảo, thế thì Tuấn ấy là có phải ở C5 xong sau chuyển sang chỗ 14 không? Thì Cường nó bảo đúng rồi, là hết quân rồi. Đối chào cho cô chú.